Rồi, em chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng được ngày Nhật. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình nha, 034 830 843. Rồi, mọi người theo dõi kênh nhớ bấm vô đăng ký, nhấn vô biểu tượng cái chuông để được cập nhật mấy video mới. Rồi, hôm nay cái video có mã là 139 nha mọi người. Rồi, số 1 là cây hước. Cây hước này rất là đặc biệt nha. Nhìn nó ngắn vậy ha, nhưng mà nó kéo dài ra là một cây hước hẳn dài 1 mét. Đây, đó, một cây hước hẳn ha. Hước này bằng thép không gỉ ha, thin lít nè, để ký hiệu là thép không gỉ. Cái chất thép nó rất là khó để mà nó bị ăn mòn oxy hóa ha. Thép của Nhật. Đây nó cái khớp nối này nó có cái khất nè. Cái khất để vô nó ăn khớp nhau đó. Ha. À, nó bật vô là nó cứng rồi mọi người. Dài 1 mét ha. Đây. 1 nè đến 10 cm nè. Mỗi đốt nó là khoảng 16 17 cm này. 16 rưỡi. Đó, lên tới 90 99 100 nè. 1 mét. Chữ nó khắc vô rất là rõ nét ha. Mực màu mực còn đậm rất đẹp. Chung là rất là đẹp. Đây, nó bật ra rất là thẳng luôn nha mọi người. Cực kỳ hẳn luôn, rất là chuẩn. Xong gọn trong lòng bàn tay. Rồi, cây hước Nhật này có mã là 139.1 ha, giá 400.000. Tiếp theo là cái kìm bấm móng. Này, kìm bấm móng này nó có cái lò xo ha. Lưỡi còn rất là đẹp. Đây là lò xo có ốc siết lại nè mọi người. Mình bật ra bật cực vô nó lỏng thì mình siết nó lại. Đó. Okay. Rất là bén nha. Đó. Tấm da cũng ok luôn. Nè, lưỡi nó còn rất là đẹp. Rồi cái kìm bấm móng này có mã là 139.2 ha, giá 200.000. Tiếp theo về được một cây súng rất là độc. Cái súng rất là hay. Súng này là súng bắn cát. Bắn cát chuyên là vệ sinh mấy cái đồ, vệ sinh rỉ sét đồ mọi người. Ví dụ như đồ bị rỉ sét mình bắn vô cái nó bay cái rỉ sét đi hết. Giống như mấy người ở sửa xe thường đi bắn cái đầu lòng của xe máy á, vệ sinh mấy chi tiết trên xe máy á, bắn ra nó bài hết hả, sơn đồ á, bắn ra nó bài sơn đi hết, sơn cũ rồi mình phun sơn mới lên rất là tiện dụng nhờ cái súng bắn cát này ha. Đây nó kèm theo một cái đầu nói nhanh nha mọi người. Đây đầu này gài nhanh, nhích nhẹ là nó vô, không cần phải phải kéo cái này xuống rồi đẩy ha. Đó à, rất là nhẹ. Rồi cái đuôi chuột này thôi mọi người, cắt cái này ra ha, đi bấm lại hoặc là xiết cái cổ dê vô ống của mình. Ở đây là cái ống đầu vô nè,
đầu vô để hút cát nè. Mọi người xài cái ống nước, ống nước 10 này mười mấy, cái ống 20 mọi người xài ống nước ha. Đó, hoặc là ống gì tương tự cái mọi người lấy cái củ dê này ra ha. Rồi xíu nó lấy trở lại, rồi là gì? Cho hơi vô là bắn. Cát là phải mịn nha mọi người, nó mới làm sạch được, tốt được. Chứ nó khô, nó bắn nó không hiệu quả. Cát phải mịn. Đây là cái đầu sứ chuyên dùng nha mọi người. Đầu nó bằng sứ nha. Nó chống ăn mòn rất là tốt, ăn mòn bởi cái tia cát á, nó bắn á. Nếu mà dùng đầu sắt bình thường thì nó ăn mòn phá vỡ hết, sẽ hư hại. Cho nên đây là nó phải dùng bằng sứ nè. Sứ chịu được lực ma sát mài mòn. Đó. Rồi kích thước cây súng này kích thước cái bét này là tới đem đò. Bảy mili thôi mọi người, này cỡ 7-8 ly cái lỗ này, còn lỗ hút nó thì rất là to hơn, lỗ hút cỡ gần 10-15 rồi. Rồi đã test ok mọi người, bắn rất là mạnh luôn, hút cát nó bắn rất là mạnh. Cát là mọi người phải bao tay vô nha, hoặc là với lại bao bọc vô một cái hộp hoặc là cái gì mình xây dựng lại đó, cho nó cát nó đừng văng tùm lum. Mọi người phải làm một cái chỗ để bắn, rồi mang mắt kính vô nữa để nó bắn nó bay nó dội ra đó. Rất là nguy hiểm không mọi người, này trúng vô tay là lủng tay á, cát. Rồi cái súng bắn cát này các bạn là 139.3 ha, giá 700.000. Tiếp theo là một cây cắt ống nước của Mary. Mary chuẩn nè, USA nè, Japan. Cái này cắt được ống tới 42 mọi người, ống 42 ha, ống rất là to. Đây. Còn là ống 42 ha. Lưỡi còn khá là đẹp. Này cắt thử cái ống này, đó, cắt rất là bén ha, rồi, cái cắt ống này kích thước nó 21 cm đây, cắt ống 42. Mã số là 139.4 ha, giá 400.000. Rồi, đang về cái này. Cái món này thanh lý cho bác nào biết sử dụng nó ha. Cái này nè cắm nó lên nguồn nha mọi người. Cái cục gì wifi hay gì đó, không biết cài sao hết. Cắm thì nó lên nguồn, lên đèn nè. Đây nó xài cái adapter này của nó nè, cái cục nguồn của nó nè, của hãng Apple luôn nha mọi người. Đây Apple nè, chính hãng luôn. Cắm thử điện ha. Đó. Lên nguồn sáng đèn ha. Rồi ở đây có cổng USB tùm lum mà, mạng nè.
Đây đi xài với Apple California nè. Đó. Giống như cái đĩa bay, thiết kế của nó giống cái đĩa bay luôn. Rồi một món rồi, với một cái cục sạc laptop của Apple nha mọi người. Cái cục này nó cắm không lên nguồn gì hết, không thấy tín hiệu. Cổng USB luôn nè, cổng LAN luôn, cổng sạc với cổng mạng tai nghe gì đó, cũng không rõ tính năng nó là cái gì luôn. Mà để là im mát nè. Đó. Sạc này kéo ra được luôn, tháo rời cái cọng dây sạc của nó ra nè, rất là lạ của Apple ha mọi người. Giống như cái cục sạc của laptop đó, đó. Mình cắm vô, mình cắm thử cái cổng USB để sạc điện thoại nè, thì nó không có ra, không thấy tín hiệu gì. Rồi. Rồi bán hai món này nha mọi người, hai món món 250 nha. Cái kia là còn lên nguồn cho mọi người về cài ha. Hai món là 250 nha. Đó. Mã là 139.5 mọi người. Rồi tiếp theo về dây điện của Nhật, nội hàng nội địa mọi người. Hàng này nội địa Nhật xài chui dẹp nha. Điện 110. Điện 100 á. 110 vô thì cũng được. Đây nó như vậy ha. Chui này á mình cắm vô thì cắm xéo nó vào một bên vậy nè. Rồi mình bật lên là nó gài lại luôn ha, cứng luôn. Không có bị tuột ra được. Mình muốn rút thì mình lật nó lại rồi rút ra. Đó, nó chống bị tuột dây mọi người. Ở đây nó tải được 1.500W ha. Hàng này Nhật sản xuất nè, 1.500W 15A. Chiều dòng 15A, đặc biệt cái này nó có hai viên 500 luôn nha mọi người. Có 500 để hút nha. Ví dụ mình gắn lên cái như mấy cái kệ, mấy cái này cái kia rồi nè, nó hút vô ha. Đó. Hết vô cái tủ rồi, tủ bằng sắt mình nữa. Mình cắm xài nó tiện. Dây này dài 5 mét mọi người. Dây rất là dẻo luôn. Đúng hàng nội địa Nhật rất là dẻo. Chứ phải cứng như mấy cái hàng Trung Quốc ha. Nó làm cứng rất là khó chịu cầm con dây. Cái này rất là dẻo. Chui cắm nè, chui này mình xài mấy cái ổ cắm mà có hai chân mình cắt luôn cái chui này cũng không sao. Chui này đa số về mình không có xài cái chui mát này nha mọi người. Mình thấy mọi người thường là cắt nó đi rồi xài hai chân này thôi. Đó. Cắt đi. Rồi. Cái ổ cắm điện này có mã là 139.6 ha, giá 300 ngàn. Rồi tiếp theo Nam về hai cây cắt tone. Đây, cây số 1 ha. Hai cây cắt tone. Cây này nó cắt rất là cái lưỡi thiết kế như là gợn sóng mọi người. Để cắt vô tone nó dễ dàng. Nó lượn lên lượn xuống ha. Cắt mấy cái tone mà có sóng đó, nó lượn rất là dễ cắt. Rồi đây hết cái miếng tone rồi. Không có miếng to nào để thử. Lưỡi còn rất là mới luôn, cây này lưỡi như là mới chưa sử dụng mà. Đây. Lưỡi rất là mới. Con này là của Nhật sản xuất ha. Đây. Rồi cây này mã số 1 mọi người. 139.7.1, giá là 400. Con cây này là giá 300 mọi người, các con thường thấy
của hãng là Mitsubishi Nhật. Lưỡi còn ok, xài tốt nha mọi người. Rồi cây này mã số 2 ha. Giá là 300 ngàn mọi người. Số 1 giá 400 nha. Số 2 giá 300 ngàn. Một cặp. Tiếp theo là một cây cưa tỉa còn như mới, chưa sử dụng mọi người. Lưỡi này là chưa sử dụng. Rất là đẹp, lưỡi chưa sử dụng. Xài mini, chuyên cưa mấy cây mini nha mọi người. Mấy cành cây nhỏ sử dụng cái cưa này là quá tuyệt luôn. Lưỡi nó là 12 cm ha. Này. Rất là bén nha, còn bén gần như 99%. Nè. Thép xanh lên rất là đẹp. Rồi mã là 139.8 ha, giá 200 ngàn. Rồi tiếp theo cái về một cây gọi là mài dao, mài dao. Về thêm một cái mài dao nữa người. Cái thằng này UK designer luôn nè. Thiết kế của Anh, thiết kế của châu Âu, UK nè. Này thương nhà hiệu như thương hiệu của bên châu Âu mọi người. Nó xuất đi Nhật. Đây nó để design, design UK design. Đó. Wow, đây nó có cổng 6V nữa. Giờ em mới nhận ra ha. Ở đây cái nút này như cái loại cái nút. Đây để là DC 6V, nhưng mà sao nó bịt kín cái nút này à? Không có mở nên không có biết. Còn bình thường em cho pin vô xài ha mọi người. Còn mọi người có nguồn 6V thì mở ra rồi đấu dây vô ha. Nè để DC 6V. Còn đây là xài pin bình thường nè, 4V. Đây pin này em lấy thử ha, tại vì hết pin rồi. Mọi người có mua về thì mua ngoài tiệm mấy cục pin này ha, pin chung mọi người, pin chung dạng C bán rất là nhiều ngoài tiệm hoặc là siêu thị cũng có bán, nhà sách cũng có bán mọi người. Rồi 40 pin. Rồi đây cũng có con dao luôn để thử. Để lấy cái lưỡi cưa này ra thử mọi người. Đây. Lấy cái sống lưng lưỡi cưa này em thử, thử dần người dễ biết nó sao ha. Đây viên đá nó nè. Đó viên đá nó sẽ quay ha. Cái viên đá nó sẽ lún xuống được khi mà cái lưỡi mình chạm lên. Đừng cho cái em nó ăn quá sâu vô lưỡi, nó sẽ làm hại lưỡi. Cho nên là mình kéo vài cái là nó ăn hại ha. Này. Đó. Rất dễ xài. Đó. Tay nó để là mài kéo được nè mọi người, kéo như để trên đây ha. Ở giữa mài kéo nè, hai bên là mài dao ha. Đó hai chức năng. Rồi
cái mài dao này có mã là 139.9 nha, giá 450 nha mọi người. Rồi Nam về mấy cái bộ bánh xe mình đúng không mọi người, bánh đỏ với bánh đen ha mọi người, so sánh cái bánh đỏ với bánh đen. Cái bánh đỏ này nó to hơn tí á, đây bánh đỏ là 7,5 phần rồi, bánh đen là 6 phần nha. Rồi chiều cao bánh đỏ nè, này là lỗ ốc. Đây chiều cao là cỡ 10,5 phần, đường kính là 3 cm nha mọi người. Bánh đen đây chiều cao là gần 10, lỗ ốc nè, đường bề rộng này cũng là 3 cm, đường kính là 6. Rồi một bộ là em gồm mà hai bánh có khóa, hai bánh không khóa ha, 4 cái. Đây khóa nè, cái chốt khóa để khóa bánh nè mọi người, bộ 4 cái. Rồi mấy bánh này là nó chưa sử dụng hết nha mọi người, nhưng mà có một số bánh nó sẽ bị chạy nè, vận chuyển về nó bị chạy ha, để ngoài thì nó sẽ chạy một cái chốc sơn tí nhưng mà chưa sử dụng. Bánh nó có bạc đạn đầy đủ ha, là 2 bạc đạn rất là tốt. Cái này chịu lực tầm 225 kg nha mọi người, tầm 250 kg, 4 bánh. Rồi bánh xe này có mã là 139.10 ha, 400.000 một bộ 4 cái nha mọi người. Rồi đỏ hay đen gì mọi người nhớ chọn dùm em ha, tùy chọn. Rồi em kết thúc video ở đây nha mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ, hẹn gặp lại video tiếp theo.